Xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Belo Lê Hải Tổ, và tiếp tục trong chuỗi livestream ngày hôm nay thì Belo sẽ đập hộp cho anh chị xem một phiên bản gọng kính Cartier rất là đẹp và rất mới, và chúng ta sẽ có được một chiếc gọng kính Cartier thuộc bộ sưu tập Santos de Cartier với những cái thiết kế Santos kinh điển của Cartier rồi. Và nếu mà các anh chị yêu thích về thương hiệu Cartier thì các anh chị cũng đã biết là Santos chính là tên của một người bạn rất là thân của nhà sáng lập Pierre Cartier. Và để tri ân người bạn này thì ông Cartier, ông đã tạo ra được một cái thiết kế kinh điển và được đặt tên là Santos de Cartier. Và Santos de Cartier thì chúng ta có được áp dụng ở trên gần như là tất cả những cái dòng sản phẩm của Cartier trên toàn cầu hiện nay, với những chiếc đồng hồ rất là nổi tiếng rồi này, chúng ta có những chiếc nhẫn nữa cũng rất là nổi tiếng rồi. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ có phiên bản gọng kính Cartier CT0041O phối màu 004, một phối màu platinum của chúng ta với phối màu bạch kim rất là đẹp. Và phiên bản CT0041O của chúng ta sẽ gồm có hai phối màu là 003 và 004. Thì ở trong video clip này thì Belo sẽ đập hộp trước cho anh chị xem cái phiên bản phối màu bạch kim với những cái con ốc Santos đặc trưng màu vàng gâu bóng rất là đẹp. Và thực tế nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng ở trong video clip này nha. Và như mọi chiếc Cartier khác thì chúng ta sẽ mở ở những cái đầu khoét của hộp Cartier. Và Belo cũng rất là mong mà khi mà anh chị nhận được những chiếc gọng kính Cartier này thì chúng ta sẽ có được cách mở hộp đúng cách để giúp cho những chiếc hộp kính của chúng ta được nguyên vẹn nhất. Nó rất là đẹp và nó rất là đáng để cho chúng ta có thể để ở một góc trưng bày. Rồi, và Cartier Santos de Cartier CT0041O 004 của chúng ta sẽ là phiên bản Cartier tiêu chuẩn với những phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm. Như ở đây chúng ta sẽ có một cái quyển sách bảo hành, và ở phần phía sau của sách này thì khi mà anh chị mua thì Belo cũng sẽ vào tên các anh chị vào đây và vào cái số serial number của sản phẩm cũng vào đây luôn. Và chúng ta sẽ có date of purchase, nó sẽ là cái ngày mua, cùng với đó là Belo sẽ đóng con dấu của Belo vào đây. Và với việc là đại lý ủy quyền chính thức của Cartier và có tên trên web cartier.com thì con dấu của Belo sẽ được chấp nhận ở trên toàn bộ những Cartier boutique ở trên toàn cầu, và tất nhiên rồi sẽ bao gồm cả Việt Nam nữa. Và một phụ kiện nữa của chúng ta nó sẽ là cái khăn Cartier màu đen với logo Cartier dập chìm rất là tinh tế ở trên phần khăn này. Rồi, và khi mà các anh chị mua những cái phiên bản gọng kính Cartier thì chúng ta sẽ chắc chắn chúng ta sẽ cần lắp những tròng kính chuyên dụng theo số độ của chúng ta vào. Thì khi mà chúng ta lắp như là Hoya hay là Essilor thì chúng ta cũng sẽ được hãng, tùy từng hãng tròng chúng ta sẽ được tặng kèm khăn lau kính thêm để giúp cho anh chị có thể thỏa sức chúng ta vệ sinh cẩn thận phiên bản gọng kính của chúng ta. Rồi, và xin chào các anh chị với phiên bản gọng kính Cartier CT0041O phối màu bạch kim 004, cực kỳ là đẹp và vô cùng là nam tính. Các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có được một cái phiên bản gọng kính với kiểu thiết kế nửa vành xẻ cước đó, rất đẹp ở đây. Với cái thiết kế này cùng với cả những cái họa tiết Santos đặc trưng thì có thể nói thì Cartier CT0041O của chúng ta sẽ đem lại được một cái phong cách tất nhiên là sang trọng rồi, tuy nhiên thì nó sẽ còn đem đến cho chúng ta một cái phong cách nó rất là trẻ trung và rất là nam tính, với những cái đường nét cực kỳ là khỏe khoắn, và đặc trưng của nó là những cái con ốc được mạ vàng Smooth Golden Finish Screw, đặc trưng của dòng Santos de Cartier. Và ở mỗi phần bên càng này thì chúng ta sẽ gồm có 3 con ốc này, đều được mạ vàng bóng này, trên một cái nền vàng bạch kim được phay xước cực kỳ là tinh tế và nó tạo một cái độ tương phản rất là tuyệt vời. Và ở phần gối của kính thì chúng ta sẽ có thêm những cái con ốc cho mặt trước nữa. Và cả hai bên càng thì chúng ta đều có logo Cartier được khắc laser ở trên cái nền bạch kim phay xước rất là tuyệt vời. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được một cái phiên bản gọng kính Cartier xẻ cước rất là chắc chắn. Và nếu mà chúng ta, các anh mà chúng ta hay chúng ta ném gọng kính thì chắc chắn là đây là một cái phiên bản
để giúp chúng ta rất là thoải mái sử dụng. Chúng ta sẽ không có phải quá khe, quá cẩn thận quá với cái phiên bản gọng kính xẻ cước này, vì nó rất là chắc chắn và nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái độ thoải mái. Chúng ta sẽ không cần phải quá giữ gìn cho cái phiên bản gọng kính này. Chúng ta quăng quật nó một chút thì cũng rất là thoải mái. Gọng kính của chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì để cho sản phẩm nó mới nhất và nó bóng bẩy được nhất thì tất nhiên chúng ta sẽ cần phải có một cái độ chăm chút nhất định. Chúng ta lau kính đúng cách, chúng ta sau 3 đến 6 tháng chúng ta có thể mang trực tiếp qua Belo để Belo có thể đánh bằng sóng siêu âm những chiếc gọng kính của chúng ta qua những cái thiết bị đánh sóng siêu âm chuyên dụng, chuyên công nghiệp của Belo, thì tất cả những cái bụi bẩn nó kết, nó kẽ ở trong cái phần gọng kính này nó sẽ được bung ra hết, nó sẽ trả lại cho chúng ta được một cái gọng kính sẽ không dám nói là như mới, nhưng mà nó sẽ bóng bẩy và nó thơm tho, không khác gì như mới cả. Rồi, và ở trên hai phần bên càng của gọng kính thì chúng ta sẽ có phần bên càng trái của chúng ta sẽ là B230, đó 86GU, đó chính là cái individual number của riêng chiếc kính này, tức là mã số cá nhân của riêng chiếc kính này. Và chúng ta sẽ có logo Cartier cùng với cả một cái triện chữ C rất là tinh tế ở trên phần càng kính. Và chúng ta sẽ có một cái phiên bản với độ dài của càng kính là 135mm, thì nó phù hợp cho đa phần khuôn mặt của các anh của chúng ta. Và ở phần phía bên càng phải chúng ta sẽ có 135mm này, made in France, là chiếc kính này được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của Cartier tại Pháp. Chúng ta sẽ có một cái dấu CE, tức là đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, đương nhiên rồi. Và chúng ta sẽ có CT0041O 004 là mã cái phiên bản, mã thiết kế của gọng kính. Và với cái phiên bản CT0041O này thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái phần ve đều được làm bằng bạch kim platinum, và chúng ta sẽ có logo cái icon đặc trưng của Cartier ở cả hai phần bên của ve kính, rất là đẹp cho các anh chị. Rồi, và một cái phiên bản gọng kính dành cho nam với thiết kế cực kỳ là nam tính, và nó khoác lên mình một cái phong cách Santos trẻ trung và khỏe khoắn nam tính của Santos, thì chắc chắn nó sẽ là một cái phụ kiện để giúp cho chúng ta không bị nhàm chán bởi những cái thiết kế cổ điển của Cartier nữa. Thì nếu mà chúng ta muốn một cái phong cách nó hơi phá cách một chút, phá cách một cách vừa đủ, và chúng ta có thể trang bị cho mình cái phiên bản CT0041O này. CT0041O của chúng ta thì cả hai phiên bản phối màu vàng gold và platinum finish này thì đều có mặt trực tiếp tại Belo Reto để có thể trực tiếp phục vụ các anh chị. Và chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với Belo qua fanpage belo.vn hoặc là qua các hotline chính thức của các chuyên viên tư vấn của Belo, được Belo ghi rõ ở trong phần mô tả của video clip này. Thì Belo rất là mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc của các anh chị, và cũng như là sự ủng hộ các anh chị khách hàng yêu quý của Belo trên cả nước. Rồi, và toàn bộ những cái phụ kiện đi kèm như trong video clip đập hộp này thì cũng sẽ đều được Belo bàn giao đầy đủ khi mà các anh chị đặt mua trực tiếp tại Belo. Và nếu mà các anh chị có thể bớt chút thời gian để chúng ta qua trực tiếp được Belo Lê Hé Tổ thì chúng ta sẽ được tận hưởng những cái dịch vụ rất là tuyệt vời tại Belo, và hoàn toàn miễn phí khi mà chúng ta mua những cái phiên bản gọng kính và tròng kính tại Belo, như là đo thị lực tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống máy đo hoàn toàn tự động và rất là hiện đại. Cùng với đó thì Belo sẽ mài lắp kính lấy ngay chỉ sau 20 phút cho anh chị với những cái tròng kính đơn tròng đơn giản, và chúng ta sẽ được đôi bàn tay tài hoa của kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của Belo sẽ trực tiếp phục vụ cho anh chị. Và mọi cái nhu cầu về căn chỉnh cũng như là vệ sinh kính trong quá trình sử dụng thì các anh chị cũng có thể hoàn toàn mang trực tiếp qua Belo để được Belo hỗ trợ bất kỳ lúc nào. Và khi mà các anh chị mang qua Belo Lê Hé Tổ để được Belo hỗ trợ trực tiếp thì chúng tôi cũng sẽ vệ sinh bằng sóng siêu âm, bằng máy phát sóng, máy đánh sóng siêu âm chuyên dụng, chuyên nghiệp, để có thể vệ sinh sạch sẽ và làm mới lại cái chiếc kính của anh chị một cách sạch sẽ và thơm tho nhất. Rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị trong video clip ngày hôm nay. Rất mong qua video clip này thì cũng đã đem được đến những cái hình ảnh rất là trực quan cho phiên bản CT0041O phối màu 004 vừa mới cập bến Belo Lê Hé Tổ. Rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị và rất mong sớm gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Và Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.